Thưa quý vị, thưa các bạn, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, nhưng cây sa chi đã được đưa về Việt Nam từ hơn 10 năm trước. Với đặc tính dễ trồng và chăm sóc, chỉ một thời gian ngắn loại nông sản này đã được nhiều tỉnh thành từ miền núi phía Bắc đến miền Trung Tây Nguyên đưa vào trồng và chế biến, góp phần phát triển kinh tế cho bà con nông dân. Theo các chuyên gia, cây nông sản sa chi thích hợp phát triển trong điều kiện nhiệt độ 7 đến 48 độ C, sinh trưởng và phát triển tốt ở 10 đến 36 độ C. Trồng từ 3 đến 5 tháng sẽ ra hoa và có thể bắt đầu thu hoạch từ tháng thứ 6. Năm đầu tiên, năng suất có thể đạt 1 tấn hạt trên 1 hecta. Năm thứ 2, đạt 3 tấn hạt trên 1 hecta. Và từ năm thứ 3 trở đi là từ 5 đến 7 tấn hạt trên 1 hecta. Theo nghiên cứu, omega 3 trong hạt sa chi cao gấp 17 lần cá hồi và 50 lần dầu ô liu, cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như kali, canxi, magie, vitamin A, vitamin E, v.v. Đặc biệt đây là loại cây trồng rất phù hợp với nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi của Việt Nam. Lợi nhuận từ sa chi được đánh giá cao hơn một số cây trồng truyền thống, nên loại nông sản này đang được một số tỉnh thành chọn là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Về cây sa chi nhẹ nhõi, tôi đã đi thăm Campuchia, sang Thái Lan, họ làm rất mạnh. Mà cây đó là một cây rất dễ trồng, trồng 4 tháng được thu, mà nó rất nhiều, mà hiệu quả rất cao, giá trị rất cao. Tôi cho là rất nhiều nơi có thể trồng được, thậm chí trồng ngoài hàng rào cũng được, trồng quanh nhà được, điều kiện nào cũng trồng được, cây này rất dễ trồng. Chúng tôi khuyên bà con nên sớm tiếp cận, vì đó là một trong đối tượng mà giúp cho bà con mau chóng, không những là thoát đói giảm nghèo mà vươn lên làm giàu được. Tiên phong trong việc phát triển cây trồng sa chi tại miền núi phía Bắc từ năm 2013, bằng nỗ lực không ngừng, đến nay doanh nghiệp này mở rộng vùng trồng đến các tỉnh miền Trung. Diện tích sa chi hiện có của doanh nghiệp đạt trên 250 hecta, trong đó có 200 hecta đang cho thu hoạch, năng suất đạt 1 tấn trên 1 hecta một năm. Qua kiểm tra hàng năm về đất, nước, khí hậu, kỹ thuật, các nhà khoa học khẳng định các thông số về chất lượng sản phẩm tại đây có chất lượng cao. Đồng hành cùng bà con, vùng núi còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Doanh nghiệp luôn tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất, hỗ trợ giống, kỹ thuật, cam kết thu mua, bao tiêu đầu ra nhằm đảm bảo thu nhập trung bình mỗi năm gần 200 triệu đồng trên 1 hecta, cao gấp 3 lần so với trồng nhiều loại nông sản khác. Thấy cái cây sa chi này nó có cái hay cái là nó dễ trồng và thu nhập cũng đơn giản. Hơn nữa là nếu như tính theo hiệu quả để mà trồng so với những cây khác thì tôi nghĩ là nó sẽ tăng từ 1 đến 2 lần so với cái những cái cây thí dụ như cây chè chẳng hạn. Thì cái này sẽ là gấp đôi đến gấp 3 lần so với lại trồng 1 hecta chè với 1 hecta sa chi. Nhận thấy cái giá trị của sản phẩm như vậy thì chúng tôi cũng mạnh dạn đưa vào sản xuất từ khâu gieo trồng nguyên liệu đến sơ chế, chế biến và đã đưa ra thị trường trong nước cũng như là giới thiệu thị trường nước ngoài thì phát hiện ra những cơ hội, cái tiềm năng phát triển của nó trong tương lai là rất lớn và chính vì thế thì chúng tôi đang tập trung quy hoạch vùng trồng cũng như là chuẩn bị là chúng tôi mở rộng về nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị nâng cấp để đưa ra thị trường Việt Nam những sản phẩm tốt nhất. Nhận thấy lợi ích thiết thực của cây sa chi từ việc dễ chăm sóc, thu hoạch nhanh, sản phẩm cải thiện sức khỏe, từ năm 2019, hợp tác xã này cũng đã quyết định nghiên cứu đầu tư và thực hiện các ý tưởng, dự án kinh doanh mang lại giá trị hữu ích từ loại cây này tại các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Lâm Đồng. Đến nay, hợp tác xã đã xây dựng được vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, nhiều sản phẩm đạt OCOP 4 sao cùng với hệ thống cửa hàng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để mà hỗ trợ bà con để phát triển cái cây sa chi tại Việt Nam, từ lúc thu hoạch đến lúc sản xuất ra sản phẩm là chúng tôi đã đưa những công nghệ cao vào, đưa máy ép lạnh rồi máy sấy lạnh và chúng tôi đã liên kết với các đơn vị rất là nhiều trong cả nước, đơn vị phân phối sản phẩm, đơn vị cộng tác viên sản phẩm và đặc biệt là chúng tôi đưa cái công nghệ số áp dụng cho hợp tác xã để đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Nhu cầu của thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu sa chi thời gian tới là rất tiềm năng, trong khi diện tích trồng hiện nay vẫn còn khiêm tốn.
Đây là cơ hội tốt để các tỉnh miền núi còn khó khăn xóa đói giảm nghèo. Người nông dân có thể nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm, cũng như hướng tới mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tạo thêm thế mạnh cho lĩnh vực nông sản của Việt Nam.